Ngô Thụy Miên, người nhạc sĩ tài hoa dành trọn cả đời mình để viết tình ca. Ông đã để lại cho đời những bản tình ca mang đậm dấu ấn của nền âm nhạc Việt trước năm 1975. Cuốn video Ngô Thụy Miên, tác giả và tác phẩm, tự như cuốn phim tài liệu có giá trị về nghệ thuật cao được bảo trợ bởi Bên Em Đang Có Ta và đài truyền hình SBTN và SBTN Go. Trung tâm chúc hồ Music cùng toàn thể các anh chị em ca nhạc sĩ và ekip của chương trình đã thực hiện bằng tất cả tâm huyết của mình với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giữ gìn nền âm nhạc Việt của chúng ta cho thế hệ mai này tại hải ngoại. Rất mong sẽ nhận được sự trợ giúp của quý vị để chúng ta cùng chung tay thực hiện mơ ước này. sẽ được diễn ra vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 2 tại EdX Air Drive Costa Mesa. Mọi chi tiết xin vào trang web festival.org hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-576-6411. Hội Tết Sinh Viên xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính chào quý khán giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, 7 tây tháng 2 năm 2024. Ngày hôm qua, Hạ viện Cộng hòa muốn làm nên lịch sử. Sau khi thực hiện một cái hành động chưa từng có trong vòng 150 năm, đó là truất phế một giới chức liên bang, đặc biệt là bộ trưởng. Trong trường hợp này là bộ trưởng Bộ Nội can, Bộ Nội an ông và Và lịch sử đã không có xoay chiều, ngược lại nhận chìm nỗ lực của đảng Cộng hòa ngày hôm qua. Câu chuyện gì xảy ra sau đó và câu chuyện gì nằm đằng sau lưng chuyện bỏ phiếu thất bại ngày hôm qua của đảng Cộng hòa. Đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đô Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Nói nôm na là ngày hôm qua nếu mà bên Hạ viện mà thành công thì sẽ là lần đầu tiên một thành viên nội các Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bị truất phế trong 150 năm. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì bên Đảng Cộng hòa bị thiếu một số người và kết quả bỏ phiếu là 214 thuận một 216 chống. Và trong chương trình SBTN Morning sáng ngày hôm nay chúng tôi đã kể khuy nghe rồi có ba dân biểu của bên Đảng Cộng hòa là ông Tom tóc của California, Ken Buck của Colorado và ông Mike Gallagher của Wisconsin bỏ phiếu uh, chống cùng với bên Dân Chủ. Và vào giờ chót thì bên Dân Chủ có cái sự xuất hiện của dân biểu El Green vừa mới giải phẫu cho bệnh viện ra. Ông bị giải phẫu và ông thậm chí không đi vỡ luôn. Ông đi vào, ông bỏ phiếu, đâm ra là bên Dân Chủ có thêm một phiếu nữa. mà chứ đúng ra nó sẽ là 215, 214. 215 thuận, 214 chống Vì ông Elhin vô bỏ và thành 215, 215 nãy chứ vị thế nhân hình nó là huề huề là coi như thất bại Thì cuối cùng ông dân biểu ở mua của tiểu bang Utah của bên Cộng Hòa Đáng lẽ bỏ phiếu thuận thì bây giờ ông chuyển bỏ phiếu chống để nó thành 214, 216 Để sau này ông có thể ông đem cái dự luật ra trở lại Thì uh, ngày hôm qua có thể nói là một cái sự thất vọng vô cùng lớn đối với lại uh, dân biểu Mike Johnson quý vị vừa rồi thấy trên màn hình là ông này của Đảng Cộng hòa tiểu bang Louisiana và là chủ tịch Hạ viện. Coi như ông là một tay non và xanh, nói thẳng còn non và xanh. Không ai mà đem ra mà mở một, một cuộc bỏ phiếu mà để bị thất bại đó. Từ trước giờ bao giờ người ta mang ra bỏ phiếu là ta phải chắc chắn là thắng, là thắng ít nhất là một phiếu. Nó phải là 216 215 mới đem ra bỏ phiếu. Chứ không ai mà đem ra bỏ phiếu cuối cùng 214, 216 Mất mặt bầu cua quá Thì cái hồi vừa rồi quý vị coi cái đoạn mà ở trên video vừa rồi đó Là cái đoạn mà ông cầm một cái kết quả phiếu đó. Và ông nói là nghị quyết này Cái kết quả đã bị thất bại, bị fail Và người ta bắt được 8 giây đồng hồ mà bây giờ cái đoạn video 8 giây đồng hồ này nó go viral ở trên internet Trên mạng xã hội Bây giờ những người mà MAGA Cộng Hòa mới đang thắc mắc liệu ông này có nên làm chủ tịch Hạ viện hay không. Xin báo thật cho các laptop của tôi để ta coi 8 giây đồng hồ này cho thấy sự thất vọng của ông Mark, ông, ông, ông Johnson sau đây. The resolution is not adopted. Ta coi lại, cầm búa gõ. The resolution is not adopted. Cái miệng của ông đó. Đây cho thấy một sự bối rối, một sự thất vọng. Hiểu nhận cái kết quả phiếu. Người ta chịu đi chịu lại này, 8 giây lòng. Và chúng ta nghe tiếng vô tay, chúng ta biết tiếng vô tay của bên nào đấy, Long biết là gì? Bên, bên Dân, Dân Chủ. Thì thưa quý vị, thường thường á, làm chủ tịch Hạ viện có quyền cầm cái búa. Cái búa là chỉ khi tuyên bố là The resolution is adopted tức là dự luật được thông qua. Còn nếu nói là the resolution is not adopted, cái là không phải ngôn ngữ của chủ tịch hạ viện. Chủ tịch hạ viện không được phép nói câu đó. Mà ngày hôm qua Mike Johnson đã phải nói câu đó. Thì chuyện gì đứng đằng sau cái chuyện này? Thì thưa quý vị, trong ba vị dân biểu của Đảng Cộng Hòa mà bỏ phiếu chống cái chuyện này, thì có ông Ken Buck, ông này của tiểu bang Colorado, ông này rất nổi tiếng, Ông này là cái người mà coi như là bỏ phiếu một trong tám người bỏ phiếu chất phế ông Kevin McCarthy, lòng nhớ không? Yeah. Mm -hmm. Ông đây là người bảo thủ, nhưng ông cũng bất mãn với đảng cộng hòa luôn. Và sau khi ông bỏ phiếu chất phế ông ở bứng ông ông Kevin McCarthy của tiểu bang California trong chức hạ viện, chủ tịch hạ viện, đó, thì ông cũng tuyên bố là năm nay ông không ra tái tranh cử, coi như bị hưu. Thì khi ông Ken bớt ông nghỉ á, thì ông không còn gì để mất hết và ông bỏ phiếu theo cái lương tâm của ông và ông đã tuyên bố trước là ông bảo là mấy này mang anh tào lao mấy anh không kiếm đủ một cái gọi là cái tội trong mà cho ông Mallorca, trong đó mà có thể bị chất phế đó là gì criminal and misdemeanor Ở trong này không có cái gì gọi là criminal misdemeanor là không bắt không bắt được cái gì cả bởi vì ông Majokat là ông là một thành viên nội các của ông Biden và ông làm việc theo cái hướng dẫn của ông Biden. Và rồi quý vị biết cái ủy ban mà Nội An đó, do ông, ông, dân biểu Martin của tiểu bang Tennessee làm chủ tịch đó. Tổ chức anh Long biết không? Quý vị biết không? Tổ chức điều trần có 2 tiếng đồng hồ thôi Và không có một nhân chứng nào ra khai Và bản thân ông Mà Du cũng không được ngồi ở đó luôn để người ta bạn hỏi Nghĩa là chúng tôi xử quý vị khiếm diện và bỏ phiếu 18 trên 15 Đưa hai cái tội này của Mà Du ra hạ viện để mà chốt phế thì một số người ta không đồng ý, người ta bảo là thứ nhất là anh không không tìm được bằng chứng. Anh chỉ nói rất là chung chung, mà nếu nói như vậy đó thì sẽ tạo ra cái tiền lệ sau này những người khác có thể bị chất phế một cách dễ dàng. Đó là lý do ông mà ông Ken Buck, ông phản đối. Người thứ nhì là ông Tom Clinton Ông này tôi khoe cái vị trí là tôi đã gặp ông rồi. <laughs> Từ khi ông làm thượng nghị sĩ tại tiểu bang California lúc mà tôi thực tập ở tiểu bang California, tôi đã gặp ông này rồi. Ông là người Đảng Cộng hòa Bắc California. Thì ông này ngày hôm qua cũng tuyên bố luôn là ông không đồng ý với chuyện này. Cũng với lý do giống như ông Ken Buck. Nói chung là giống nhau nói là anh không có hội đủ, anh không có, có, bắt được cái lỗi của người ta một cách gọi là có bằng chứng. Điểm thứ hai là anh tạo ra tiền lệ mà sau này ví dụ chính quyền Cộng Hòa lên mà Đảng Dân Chủ nắm Hạ Viện thì người ta lại xuất phế người khác. Nó quá dễ dàng. Tức là anh làm cho cái hành động chất phế nó bị bị gọi là nhàm chán, bị coi thường. Bởi vì chất phế nó phải đủ tội, tội nặng mới chất phế được. Đó. Riêng ông biên biểu Mike Gallagher của tiểu bang của Wisconsin, ông này đặc biệt. Ừ, ông này đặc biệt. Ông này là chủ tịch cái ủy ban mà mới được thành lập sau khi Đảng Cộng Hòa thắng cử năm 2002 Đó là ủy ban điều tra, hỗn hợp và chống Trung Quốc. Lòng nhớ vụ đảng đó, ừ. Mike Gallagher này, đó, ông này kinh lắm. Thì ông này đó, những ngày qua ông lại không cho biết ông sẽ bỏ phiếu như thế nào. Người ta không biết bỏ phiếu là sao hết á hỏi ông ông cứ ông nói ở ờ, để coi tôi đang tính này kia vân 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 cuối cùng đó ngày hôm qua khi bỏ phiếu ông là cái người bỏ phiếu trống bà con bên đảng cộng hòa ngạc nhiên hết ngay lập tức hai dân biểu thuộc cánh bảo thủ đó là bà Marjorie Taylor Greene của Georgia và Jody Arrington của tiểu bang Texas hai người đến gặp ông Gallagher ngay trong cái cái cái, cái phiên họp luôn sau khi bỏ phiếu rồi nha thuyết phục ông là đổi lá phiếu đừng có bỏ phiếu nổ mà nên bỏ phiếu yes ông Gallagher người ta thấy ngày hôm qua là đứng yên khoanh tay nghe mấy người nói chuyện Ok, quý vị nói đi nói xong lắc đầu ông không đồng ý với lập luận của 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 hai dân biểu cộng hòa của 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 tiểu bang Georgia và texas hả thì đó là cái mà đầu tiên là ông Mike Johnson đã không tính ra được, không đoán được cái ông Gallagher sẽ bỏ phiếu như thế nào. Mà khi anh không đoán được vậy, anh đúng ra là anh phải discount luôn, bỏ luôn, không được tính. Đúng không? Giờ tôi chỉ còn cần lắp phiếu của ông Long thôi mà tôi không biết ông bỏ phiếu như thế nào. Tôi đâu ngu gì tôi em đâu bỏ phiếu của ông Long, say no sao? Tôi không thể nào tôi assume là ông sẽ say yes được. Cái là cái ẩu của Mike Johnson này. Mà như sáng nay trên chương trình SBT Morning Thì làm có nói là có lẽ là ông bị áp lực của nhóm mà gà Có thể lắm Tức là nhóm gà một cách nào là xuống ăn cái gà chúng ta có phải thông cảm ông Mike Johnson là ông chưa có kinh nghiệm Một người vô danh tiểu tốt no name Từ một cái tiểu bang Louisiana không ai biết ông là ai ấy. Đùng một cái qua ba vòng bầu Kiếm người thay thế ông McCarthy Không ai bầu, không ai đắc cử Cuối cùng chọn ông Ông chưa có kinh nghiệm thành ra hơi ẩu ở chỗ này hơi ẩu Đã. chứ còn cỡ mà ông Sikali ông, 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 gì, John, ông, Jim Jordan hay ông 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 ông, ông Emmer, Ken Ken Emmer của, của 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 Minnesota nó ba cái ông đó mà lúc đó mà bầu lên làm chủ tịch hạ viện nó khác bởi vì những ông có kinh nghiệm họ là nằm trong lãnh đạo của hạ viện cộng hòa lâu năm ông Sikali như là số 2 ông Jim Jordan là coi như là chủ tịch ủy ban tư pháp rồi ông ông ông, Ken Emmert là cái ông nhân vật số 3 của Đảng Cộng hòa, cánh tay mặt của ông 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 Kevin McCarthy họ biết có ông Mike Johnson này là nobody. Bây giờ đùng cái này làm chủ tịch là cầm búa. Mọi quý vị thấy em cầm búa bằng gỗ rất là rất là đau đớn cái miệng. Bảo vệ thất vọng. Đó. Đó là đầu tiên hết chúng ta thấy rằng là gì? Đó là hai chuyện ở đây. Chuyện thứ nhất là họ không đủ yếu tố để chất phế ông Majorkas. Mà cái này đã được các chuyên gia và luật sư, thậm chí những người trong Đảng Cộng Hòa đã cảnh cáo họ trước rồi khi mà họ bỏ phiếu ở tại vị ban Nội An. Nhưng ông Mike Johnson vẫn đem ra bỏ phiếu. Cái điểm thứ hai là ông chưa kinh nghiệm. Đó là hai cái lý do mà thất bại thành công. Vâng, thì trong cái việc này chúng ta còn có rất nhiều chuyện bị hai đời xin. Rồi sau đó, bây giờ với kết quả thất bại này, Đảng Cộng Hòa tiếp tục làm gì? Xin quý vị giữ bằng tầng spdn chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục sự quan tâm SPTN. Thưa quý vị trong cái chuyện mà đảng Cộng hòa hạ viện ngày hôm qua thất bại trong việc mà bỏ phiếu để mà đưa chốt phế một thành viên của nội các đó là Bộ trưởng Bộ Nội An mà Joe Kass. thì trong cái việc này có khá nhiều chuyện đằng đằng sau hội trường mà từ nãy giờ anh Đỗ Dũng có diễn tả cho quý vị về cái chuyện mà đảng Cộng hòa họ ráng thuyết phục dân biểu Matt Gallagher để mà gọi là thay đổi lá phiếu. Nhưng mà không những cái chuyện mà đảng Cộng Hòa không thuyết phục được ông này, lại thêm một cái tình tiết, mà phải nói là cũng rất là gọi là, chúng ta phải nói dramatic, là kịch tính. Một cái kịch tính đối với dân, cái lá phiếu của dân biểu phía Dân Chủ là ông Al Green, một dân biểu đến từ Texas. Theo sự mô tả của truyền thông, thì ông Al Green ngày hôm qua, ông đang chữa bệnh ở trong bệnh viện, mổ bị bệnh ung thư thì vậy ông xuất hiện một cách rất là bất ngờ bỏ một cái lá phiếu để cho nó huệ và khi ông bỏ phiếu theo sự mô tả là vẫn mặc đồ bệnh viện và không mang chớ và thời điểm này là thời điểm lạnh <laughs> ở tại nước mỹ mùa đông đang hoàn thành có nghĩa rằng là ông tức tốc ông đi vào để ông chỉ bỏ cái lá phiếu này thôi và cái chuyện bỏ phiếu này theo sự mô tả kể lại là một trong những người bạn rất là gần với ông rất là thân với ông uh, ông Al Green, là dân biểu Amanian Clever của tiểu bang Missouri. Ông này ông này nói rằng là khi mà bỏ phiếu mà lúc đầu mà nó đang xảy ra tình trạng mà là nghi ngờ như vậy, ông tức móc ông gọi cho ông Al Green mấy lần để mà cái ông này tìm mọi cách để đi vào. Ông không ngờ rằng là ông này xuất hiện trong cái bộ đồ bệnh viện thành <laughs> ông. <laughs> phải nói rằng cái, cái cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua rất phải nói rất rất là kịch tính cái sự mà bỏ phiếu của ông Al Green, trong khi mặc đồ bệnh viện thì nó cho thấy chúng ta đương nhiên là cái tinh thần nó nó đảng phái nó nó rất là mạnh trong chuyện trong cái trong cái trong cái lúc này tuy nhiên cái việc mà ông Gallagher ông không đồng ý thì anh Dũng à. có câu giải thích nào hay không à, mình không biết được nó có hai điểm ở đây tôi muốn nói thứ nhất chắc chắn ông Elrin và ông dân biểu gì vừa rồi anh nói tên gì ông uh, của ông uh, ông ông clever ha huh? clever ông clever ừ. tiểu bang là uh... tiểu bang Missouri Missouri chắc chắn là hai người này biết cái tầm quan trọng của các cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua ừ. đó. và ông clever có mặt ở tại đó cho nên ông thấy là tình hình như vậy là thiếu một phiếu ông mới kêu ông Elrin ra đó. thì và ông Elrin cũng nhận thấy được đây là cái tầm quan trọng của cái lá phiếu của mình, cho nên mới có mặt. Ừ. Đó là một chuyện. Chúng ta biết về kỹ thuật cái chuyện đó. Chắc chắn là phải biết là tôi với anh cũng vậy. Bất kỳ người nào mà vô nghị trường trong cái một cái quốc hội, và chúng ta biết ở lá phiếu chúng ta có thể thay đổi thì nó quan trọng. mà điểm thứ hai ở đây thì anh làm. Nó như cái số phận với ông Trầm hay sao? Không, mình nói gọi là chuyện tâm linh chút xíu. Tâm linh không đùa được đâu, đâu nha. Yes, yes. Anh nhớ ngón tay cái mà chỉ xuống của ông ông, 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 ông mặc kèn không? Yes quý vị nhớ đó là hồi đó mà kê là bệnh gần chết, không ngờ bay từ Arizona đến thượng viện yeah, để bỏ yeah. lá phiếu yeah. mà ngưng không ngăn chặn hủy bỏ Obama Care yeah. mà yeah. ngày hôm nay hàng triệu người dân Mỹ vẫn còn hưởng chương chục triệu anh... hàng chục triệu người dân ừ. Mỹ vẫn còn hưởng chương trình đó. Thế thì ngày hôm qua nếu mà nói tâm linh cho xíu ông mà Joe Cass phải cảm ơn ông Elon. Yeah. mà đi xa một xíu vào tâm linh không biết là ông Elrin có nghe ông lời của Markey hay không? À, anh anh không biết. Nhưng mà rõ ràng cái chuyện này uh, anh theo nó là thay đổi, yeah, uh, đúng chưa? đúng uh, chưa? Uh, anh công nhận với tôi yeah, không? Uh, Đó, đó tôi chỉ nhận thấy được hai cái điều đó thôi nhau Theo cái lời giải thích của ông uh, Gallagher, ông ông viết trên cái, uh, tức là cái ông ở bên mà bên cộng hòa, cộng đó, hòa mà. Đó, đó, đó. Dạ, dạ. Ông viết trên cái trang uh, trang X cái là hồi xưa là Twitter đó thưa quý vị. Dạ. Ông nói rằng là ông chống lại cái chuyện mà tạo ra một cái tiền lệ một cái tình trạng mà là hạ thấp cái giá trị của cái chuyện trót phế. phế bởi vì cho đến bây giờ đảng cộng hòa không có một cái bằng chứng nào cả để mà thậm chí đã thiết lập một cái lý do để mà trót phế ông bà chocas ba chuyện này chúng ta đều nghe từ ngay từ đầu bên phía cộng hòa họ không có cái gì cả và bây giờ cái người như ông Gallagher ông là một người phải nói rằng là rất là khác thường so với những người cộng hòa khác và chỉ cần một người như vậy thôi nếu chỉ là. cần một người làm một cái sự khác biệt và cái chuyện này ông làm cái một cái chuyện phải nói chúng ta về nói về công tâm bên ngoài mà chúng ta nhìn đó là đúng theo luật pháp đúng theo công lý còn tất cả những người khác đều bỏ cái lá phiếu thuần túy là đảng phái nhưng mà cuộc đời này liệu rằng một cái một cái người mà đứng để bảo vệ cho công lý như thế liệu đứng có lâu hay không? Đó là à, Thưa anh cần phần lớn là... phần lớn là họ sẽ bị trù uh, dập yeah. và bị uh, tiêu tan sự nghiệp. Nhưng mà trong chuyện này khi mà chúng ta thấy đó, uh, tôi xin nhắc lại dân biểu Mai Gallagher là của đảng Cộng hòa tiểu bang Wisconsin. Nó có những yếu tố sau đây. Ông viết không phải là chỉ ông viết như vậy không đâu, uh. anh Long. Ông nói rằng là gì? Tôi không muốn mở cái mũ hú mắm lần đầu tiên trong 150 năm. Ừ. Tức là cách đây 150 năm đã có một thành viên nội các của Mỹ bị Hạ viện chất phế rồi. 150 năm vừa qua không ai cả. Mà nó là cái hũ mắm. Tôi không muốn mở hũ mắm này bởi vì nó không đủ tiêu chuẩn. Vì nếu bây giờ mở ra nay mai nhiều người khác bị. Đó. Thì bây giờ anh Long hỏi tại sao những người mà dám bỏ phiếu cho công lý như thế này. Chẳng hạn như ông Tom Clintox, ông Ken thì chúng ta biết rồi. Tôi trả ra ứng cử tôi trả sợ nào hết. Ông Tom Clinton, tôi chưa nghiên cứu kỹ nhưng mà theo tôi đoán đó, nó cũng giống như cái ông Gallagher. Ông Tom Clinton này là tiểu bang coi như là cũng cấp tiến. Ông Gallagher, Wisconsin cũng thuộc lại tiểu bang cấp tiến. Mặc dù chỉ là tiểu bang chiến trường thôi, nhưng mà hai ông này bảo thủ, đúng không? Nhưng mà tại sao họ dám bỏ lá phiếu ngược lại với đảng? Chuyện này rất bình thường trong chính trường Hoa Kỳ. Vẫn có những vị dân biểu dân chủ bỏ phiếu với Cộng hòa, chuyện đó bình thường. Nhưng mà thường những cái vụ này nó có hai cái yếu tố trong đó. Yếu tố thứ nhất là gì? Cái vị trí chính trị của những ông này rất vững vàng. Họ không sợ. Tôi cho quý vị một cái ví dụ tôi biết bên tiểu bang Texas. Có hai vị thượng nghị sĩ là ông John Conin và ông Ted Cruz cũng của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông Ted Cruz làm nhiều chuyện điên rồ lắm để làm hài lòng cử tri. Vì cái vị trí cũng không vững mà ông John Conin. Ông John Conin ông rất vững. Ông từng là tránh án của tiểu bang Texas luôn. Để nhắm túi cao nha yeah. em ừ. Ông dám chỉ trích ông Trâm luôn mà trời ơi Thượng nghị sĩ tích Sơn mà dám chỉ trích Trâm nó phạm thượng ghê lắm Ông trời luôn chứng tỏ là vững vàng Thì trở lại với ông Mai Gallagher mà anh Long hỏi Và mắt to mắt lên tóc tôi tin là vị trí của họ vững vàng Nhưng mà điều quan trọng, điều thứ hai quan trọng hơn hết là anh Long biết cái gì không Ý kiến của cử tri trong địa hạt của họ yeah. Điều này cho thấy rằng là có thể là cử tri trong địa hạt của ông Tom Clintock và Mike Gallagher không đồng ý chuyện này và họ phải làm theo cử tri đó là câu trả lời của tôi đây ừ. thì thưa quý vị cũng có những người mà họ cũng à, đi theo cái trầu lưu của đảng rồi sau đó họ tìm cách nào đó họ 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 họ, họ khuyên đảo cái những cử tri trong cái địa hạt của họ cũng có trường hợp đó nữa nhưng mà cái chuyện ngày hôm qua nó có một cái chi tiết mà từ nãy giờ từ sáng giờ chúng tôi cũng nhắc nó rất nhiều lần tại sao ông Mike Johnson ông không đếm là có bao nhiêu phiếu ông đạt được. Rõ ràng ngày hôm qua, ngay từ sáng sớm là đã có hai phiếu, rồi một cái lá phiếu không trả lời từ ông Matt, ông, ông Mike Gallagher, là nói chung là có ba phiếu không chắc chắn, mà ông Mike Johnson vẫn đưa ra bỏ phiếu. Trong chuyện này thì, một là ông là tay non, hai là ông muốn chứng minh một điều gì đó, anh Dũng có nghĩ sao? Có lẽ ông, ông Mike Johnson nói là tay non thật, nhưng khi ông đưa ra như thế này để ông trả lời cho các ông ma gà nào đó, Ê, quý vị đừng có gọi là uh, cực đoan mù quáng đến mức là tôi thử cho mấy mấy người biết đó chính những người làm thất bại là chúng ta chứ là chứ là ai không không là ai khác không phải là dân chủ anh nghĩ sao như vậy không tôi 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 không nghĩ ông một chủ tịch hạ viện có thể liều mạng đến độ mà đem cái cuộc bỏ phiếu ra mà bị thất bại thôi bởi vì anh là chủ tịch hạ viện anh nắm ừ. quyền mà anh có quyền anh không đưa ra ừ. chẳng hạn như cái dự luật của bên thượng viện ừ. mà yeah. về biên giới muốn thẳng ấy vô là tôi cho vô thùng rác <laughs> anh nhớ họ không sợ chuyện đó nhưng mà tôi nghĩ cái ý kiến sáng nay anh nói về gì morning như cái vụ bị áp lực của maga gà yeah. tôi nghĩ là đúng cái thứ hai là do ông này non tay <laughs> ông chưa biết là bỏ phiếu như thế nào mà ông dám đem ra bỏ nhưng mà như vậy chứ gì chứng tỏ cái áp lực nó nhiều hơn mà có thể áp lực của ông Trump luôn đem ra lại muốn đập cho ông mà dù khác là một cái để mà giành mặt ông Biden anh hiểu không cái chuyện nó đều liên quan với nhau để nó liên quan ừ. với nhau hết thế thì ừ. bây giờ đó tôi giả sử như tôi là ông Mike Johnson đi ừ. tôi không đủ sức thuyết phục ông Long ông Long ví dụ là đại diện MAGA nếu ông Long bảo Dũng cứ đem nó bỏ phiếu bảo đảm Dũng là, là là, là mình có đủ phiếu tôi nói chưa có đủ đâu bây giờ chưa biết như thế nô no, anh mà không bỏ là chúng tôi sẽ chửi anh là chúng tôi sẽ bứng anh là anh đi. đâm ra tôi bị non tay và tôi yếu nên nhớ lòng mai uh -huh. johnson mới lên làm chủ tịch hạ viện có mấy tháng thôi yeah. uh -huh. tôi bị lưỡng lự nếu mà tôi mà lâu năm mà kinh nghiệm với anh lòng im miệng lại anh có biết tôi không đủ phiếu anh có biết không tôi biết chắc chắn cái ông bỏ ra bỏ giờ là chết anh là bảo trong trường hợp này ông long lại nắm nắm đằng cá đúng không ơi anh nên nhớ nha anh dũng anh không đem bỏ phiếu anh chết tôi, tôi bảo đảm anh là anh cứ đem ra đi mấy thằng cha là như mai Gallagher là sẽ bị áp lực sẽ hiểu chúng ta Rồi cuối cùng mai Gallagher không bỏ bỏ ngược lại thì tôi bị ông long xuống kết gà tôi tôi nghĩ là nhiều phần như vậy thưa anh vâng thì trong cái chuyện này tôi cũng có một cái thắc mắc và chúng tôi chắc là chúng ta cũng không bao giờ chúng ta có câu trả lời là khi uh, bà Mary Green Taylor là danh biểu của Georgia một người ma gà gọi là chính thống <laughs> với danh uh, biểu Jody Arlington đến thuyết phục ông Gallagher Tôi không biết họ dùng ngôn ngữ gì nhưng ừ. ông này ông đã tỏ rõ có đe dọa không? Dạ. Tỏ rõ một cái quan điểm là tôi không muốn là hạ cái 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 cái, cái, cái là những cái phẩm giá. Tôi... Hay nhớ 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 ừ. nãy tôi nói không là mô tả ông đứng khoanh Tay thế này. Dạ. Ông nghe xong nghe hết xong lắc đầu. Ừ. Ông tự tin ghê. Có nghĩa là những gì người những người kia nói chúng tôi thử đoán thôi hiểu. Ừ. Là thuần tí mang tính đảng phái. Anh không bỏ cái này là đảng của mình thua cái vụ này có lẽ là như vậy cho nên không thuyết phục được ông Gallagher. Vâng. Wow. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay để chúng ta biết thêm nhiều khía cạnh khác trong chính trường Hoa Kỳ. Và nếu mà chúng ta có chỉ trích các quốc gia khác có những cái chuyện chơi chính trường mà gọi là không có lành mạnh hoặc là chơi dơ thì chúng ta phải nhớ rằng ở nơi đâu cũng vậy. Đó là câu chuyện gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SPTN Morning sáng ngày mai.